Bà là khai văn. Vài cái mừng thọ nữa, mình làm đôi cái mừng thọ nữa. Múa là đi múa với nhau này. Làm hai cái lần mừng thọ ra là đủ. Thế nhưng mà theo căn cước là bao nhiêu? Khi là 34 á. Thế nhưng mà tuổi thật là bao nhiêu? Ba mấy? Tuổi thật thì giờ là năm nay là 88. 8 bằng tuổi cao. Múa chứ không đứng đầu hàng đầu vác vai đâu, múa thiếu nhi. Ông bà bên này với nhà tôi thì cứ bảo để chồng. Bà con cũng khai man mấy tuổi đấy? Bà cũng khai man mấy tuổi? Tao với bà mình cùng vào khám. Chả biết rằng mua. Thế tao hỏi nhưng bảo đấy được. Thế mà bà bố uống nước bà tắm rồi. Bố con trong nhà này uống nước. Bố con khai man được 2 tuổi. Trẻ được 2 tuổi. Trẻ được 2 tuổi. Bố khai man được trẻ được 2 tuổi. Nước đéo ấy, trời mưa này. Đổ nước.